Nhiệm vụ tiếng Anh. Ok, như mỗi lần sẽ có hai đội chơi, mỗi đội gồm hai bạn trẻ đang học tiếng Anh. Mỗi đội sẽ phải chuẩn bị tinh thần để trở thành tour guide, mở ngoặc hướng dẫn viên du lịch, đóng ngoặc. Hai đội sẽ bắt đầu ở bờ hồ, nơi có nhiều vị khách du lịch nước ngoài nhất. Khi thấy những vị khách du lịch nước ngoài, các bạn sẽ phải chạy lại chỗ họ và giới thiệu cho họ về những địa điểm xung quanh đó. Tất nhiên là phải bằng tiếng Anh. Đội nào có nhiều khách nhất và có cách giới thiệu độc đáo nhất sẽ là đội chiến thắng. Hai đội chơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Okay. What's the team and the score? Okay. Yeah. Hai đội chơi, bắt đầu. Phần reality. Cầm hộp bài. Đã bắt khách chưa? Would you like to eat some ice cream? Ice cream? I love ice cream. Really? Yeah, yeah. Ice cream. What flavor do you like? Ice cream. What flavor? Chocolate. Chocolate? Me too. Me too. This is chocolate. Chocolate. Ice cream. Do you like ice cream chocolate? Yes. Oh. Yeah, very funny. Can you come with us? Where are you going to go? I don't know. Around here, somewhere. I might just keep walking around the lake. Have fun. Yes. Good English. Yeah. Woo. Aussie, Aussie. I see. Ông xin đi mà đi 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 ở trong một team. Hãy ông xin đi. Tôi đi kiếm khách rồi. Đâu đây ông xin đi. Cái nào đấy? Cái nào để tìm. Nhưng mà đi vào trong nhá. Cứ đi sâu sâu tí nhá. We're having a game show and we like you to answer some questions. We're just touring you. Yeah. We're the tour guide. Oh, tour guide. Yeah. But you have to give us money. Oh no, no, no. $1,000 is fine. No, $1,000 is fine. Oh, dong. Okay. Right. Okay. Let's go. Ai không biết xong đường. Vậy ông nói nhá. Hay là lại tôi nói. Tôi không biết, tôi chả biết nói gì nữa. Thì ông cứ ra hỏi thôi. Tên tuổi, nơi ở, các thứ, sức khỏe. Thế thì con chẳng ăn gì ạ? Dạ? Thì kệ, cứ hỏi cho nó có phim thôi chứ còn làm gì đâu. Rồi ông giới thiệu nhá, tôi hỏi nhá. Thế? Ông giới thiệu tôi hỏi. Thôi tôi hỏi ông giới thiệu đi, sao ông khôn thế? Ông thì tóc con hơn, trông khỏe mạnh và dũng cảm hơn thôi. Nhưng mà biết biết gì mình nói, thế gọi là vấn đề. First time I Tour where guide. You come from? Yeah. Where you and come from? There are a lot of couples really? That in love with each other. Oh, yeah. I think you need have many technology and he and they are very rich. They sit there and enjoy. Yeah. It yeah. Because I don't know, it's beautiful. Okay, you're very good tour guides. Thank you. I hope we'll soon and see you. Bye bye. The other two guys, they're doing well. It's very beautiful. And, you can buy it with some money. You can buy some lovely women's shoes. They just look really confused now. Yeah. No. Hi. Good evening. It's old. You know the name in English? In French, we call banh yan. I don't know. What is the name in Vietnam? In Vietnam, what? I don't know either. Okay, it's a very venerated. There's a lot of very nice trees in Hanoi. Yeah, very old Vietnam, tree. Very old tree because this is one of the only cities we saw in Asia that has old trees like this. Mm-hmm. Because we've been to Bangkok, we've been to Kunming, we've been in Lao, you know, to Vientiane, and yeah. They have no nice trees like this. Yeah. Only in Hanoi. This is a nice city. Yes, yes, I like it. The lake is very nice too. Yeah. I like the city. Yeah, a lot of life in the city. Yeah. Where do you live in French? I live near a city called Nantes. It's 400 kilometers from Paris. But we live in the countryside.
Oh. We are not in a city. Oh. And there's a lot of trees. Excuse me. I am we are doing. Hello. Oh, I am a woman. I'm not interested in things. Cứ đi tìm người thôi. Được chưa? Nè, thoải mái nhá. Ok, đi nha. Đằng sau đi vào luôn. Nhưng mà bạn kia ít nói. She's so confident. She just bounces up to them and it's just like, hi! So, we want to turn you around and ask you some questions. Do some family. Okay. Let's go. Which way? Thank you very much. Daddy Chan, give me ice cream. Yeah. Thank you, bye-bye. Thank you. Hi, Germany. Hi. Thông báo hai đội chơi, chúng ta còn 30 giây. Dạ vâng, em chào chị ạ. Bắt được cách nào chưa? Dạ, chưa ạ. Không cần đến mức phải tôn Excuse me, we're having a TV show. Would you like to join us? Yeah, why not? Thấy chưa? Không đi tìm khách à? Ai kìa 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 kìa. Chạy ra kìa. Nhìn ra đây. Muốn nhìn thử. Vì người khác làm ơn đừng phải đi. Ok. Nhưng anh ơi. Hello. Do you speak English? Yes, yes. We're on a TV show and we'd like you to join us. We'll tour you around and ask you some questions. Okay, yes. Okay, see. Hey there, little baby, won't you dry your eyes and tell me what I want to know? You say you're tired of this town. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Oh, dear. Biết rồi ạ. Dạ, chị hỏi quá ạ. Nói giải nghe.